New objective. Deployment time. Place the building. Bản đồ này thì mình chưa kiểu nạp tiền vào cho nên là sẽ lên bình thường thôi. Sau khi lên lính thì nhiệm vụ 40 142 rồi full hết rồi. Sản xuất lính thôi. Hơn 300 rồi. Cần thêm cái nhà máy nước nữa. Mở hết xuống góc rồi thế nào. Mở hết rồi mà chưa thấy hộp vàng đâu. Con này đi chợ lại đây. Dưới này vẫn còn này. Đến trung tâm cấp 2 luôn. Ta ra xe luôn. Con này đi lên đây. Game này công sớm luôn bởi vì là khi mà mình thấy team địch là cũng kiểu không lấy được nhiều đồ. Mình tập trung nó lại ở chỗ này luôn. Ở giữa thôi. Chỗ này đi. Vàng có vẻ hơi thiếu. Thêm được một cái trung tâm cấp này không? Và ngày lính cũng rất là đông rồi. Xe có 2 chiếc luôn. Sản xuất lính hơi lâu.
Insufficient resources. What's our target? On the move. Driving. Any orders? Xem địch nó đang làm gì. Cái này mình cũng full, sắp full quân số rồi. Đây full quân số luôn. Quay gặp luôn này. Lính xanh thì tất nhiên là hủy diệt lính đỏ rồi. Đập luôn nhà chính luôn này. Đều đập luôn nhà chính. Tìm bạn không tìm ra đâu mà. Không kịp ra lính đâu mà. Một khi đã tổng lực đánh như này, không kịp ra. Không đỡ nổi. Game này không đỡ nổi. Quân xanh bắn quá ghê thực sự. Chiến thắng là điều tất nhiên rồi.